Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2023 nha cô chú anh chị. Vườn con tiếp tục lên sau luôn một lô hoa giấy nha. Hôm nay con tiếp tục quay 6 cây. Có hôm nay đặc biệt có Azura nữa nha. Ngoài cái giống mà con quay thường ngày thì có Azura. Azura là một giống hoa chuyển màu rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này mình về có thể lấy bo để ghép và khá ok nha. Đây, nhánh khỏe như thế này nè, rất là vừa ghép luôn. Đây, con đóng hàng đi là con đảm bảo là không có bị gãy bo, gãy nhánh nha. Mấy cái bo này là con sẽ ràng rất là kỹ luôn, sẽ cố gắng hết sức là hạn chế việc thấp nhất mà không có bị gãy bo, gãy nhánh cho cô chú anh chị mình luôn. Hôm nay có pin bắt nữa. Pin Bắc là một dòng cẩm thạch hồng, nó khác, nó cũng là một loại cẩm thạch màu hồng mà nó khác Sakura Bakerlin nha. Lá nó khác. Lá như thế này, lá nó to hơn tí nhưng mà nó cũng là một dòng cẩm thạch mà lá nó khá là xiên hoa luôn. Loại này nó cũng xiên hoa giống như Sakura Bakerlin vậy đó. Đây. Một chùm hoa của nó nè. Rất là xinh luôn. Hoa gần tàn nó cũng chuyển trắng nha cô chú anh chị. Đây gần tàn là nó chuyển hơi trắng tinh khôi. Còn đây là mới nở nè. Mới nở thì màu hồng. Dòng cẩm thạch hồng. Cây này đế rất là lực luôn. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này con có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Con sẽ vào cây số 1 luôn. Cây số 1 là một cây cẩm thạch, một cây pin bắc. Có rất là nhiều bo để ghép nha. Cái bo này là ghép khá ok nha. Đế rất là lực luôn nha. Mã số 1 này hoành 21,5 và cao 75. Cây này 400.000 con bao ship nha. Đây là bộ đế, rất là nhiều rễ. Có ba nhánh đi lên nha. Rất là nhiều rễ. Đế dán bài luôn. Phần 3 nhánh đi lên. Mã số 1 400.000 nha. Cây khá là to và nặng luôn á. Rất là nhiều nhánh để mình có thể sử dụng làm bo ghép. Còn nếu mà mình không ghép thì mình cắt tàn cho tròn lại nha các chú anh chị. Đây là cái dấu cắt bữa hổm cắt nè. Giờ mình cắt ngoài cái dấu cắt này ra, mình danh tàn cho tròn lại là ok. Nó sẽ bung lụa rất là đẹp luôn. Mã số 1. Quả mã số 2. Mã số 2 là một cây Azura nha. Đây là cái lá đặc trưng của Azura. Nó hơi, đây là cái lá nè, nó hơi săn săn lại. Đây là cái cánh lá nè. Nó hơi săn săn nha. Những cái đọt này lên màu rất là tốt nha cô chú anh chị. Những cái đọt như thế này lên màu rất là tốt. Đảm bảo chuẩn mặt qua cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 2 này hoành 14,5 và cao 90. Cây này 300.000 nha. Một cây Azuna. Cây phân 3 nhánh đi lên như thế này. Đế đẹp luôn nha. Đây rễ quấn rất là đẹp như thế này. Mã số 2 300.000 một cây Azuna. Đây, quay xa cây Azuna nha. Qua mã số 3. Mã số 3 là một cây bướm tím siêu hoa. Rất là siêu hoa luôn nha quý anh chị. Cây này thì gốc nó hơi mini một tí. Hoành 9,5 và cao 55. Mã số 3 này 250.000 bao ship luôn. Hai trăm rưỡi bao ship cái này luôn. Tàn rất là đẹp nha. Đây bộ tàn. Tàn tròn đẹp luôn. Cây số 4. Cây số 4 này là một cây kim cương đỏ nha cô chú anh chị. Đây là đặc trưng của dòng lá kim cương. Là nó hơi đốm vàng tí. Dòng lá là lá đốm á. Đốm vàng. Hoa là hoa màu đỏ.
Mã số 4 này hoành 16 và cao 65. Cây này 250.000. Cây này lùng lực nha. Hoành 16 luôn, chỉ 250 là siêu khuyến mãi luôn á. Cây này phân 4 nhánh, vì cây này nó nhẹ cho nên phí ship nó rẻ, cho nên con để rẻ cho cô chú anh chị mình về chơi. Cây nào nặng thì tính theo cây đó, nó phí ship nó nặng hơn. Mã số 4 chỉ 250 thôi nha. Cây kim cương đỏ. Qua cây số 5. Cây số 5 là một cây lá vàng hoa tím, tàn rất là đẹp như thế này. Đang ra hoa luôn. Đây, hoa rất là rực rỡ nha. Cây lá vàng hoa tím, tàn đẹp luôn nha chú anh chị. Cây này tàn đẹp, đế đẹp luôn nè. Đây là bộ đế nè, đế dán bay luôn nè. Mã số 5 này hoành 17 và cao 50. Cây này 350.000. Cây thân một cốt, đế thì rễ rễ dán bay luôn, thân một cốt lên như thế này. Có rất là nhiều cái rễ chỗ này. Đây, cái này là dán bàn trà luôn á. Đây, nhìn cái chỗ này nè, rất là đẹp, cái tàn nó rất là tròn. Mã số 5 350.000 một cây lá vàng hoa tím nha. Đây, dán rất đẹp nha. Tới cây số 6. Cây số 6 là một em tím Pháp. Tím Pháp này là màu tím rất là đậm nha chú anh chị. Cây này là chưa có rộ, nó mới hoa lai rai thôi. Còn mình muốn rộ hoa là mình phải xiết nước. Tại vì hổm rài chỗ con nó có mưa, cho nên không có xiết nước được, cho nên nó ra hoa lai rai như thế này. Tàn cũng khá là dày nha. Mã số 6 hoành 14,5 và cao 1m. Cây này 320.000 thôi nha. Một cây phân 2 nhánh đi lên như thế này, tàn rất là đẹp nha chú anh chị. Mã số 6 320.000 một cây tím Pháp, tàn đẹp luôn. Đây, tàn dày á. Hôm nay con quay 6 cây, cô chú anh chị mà lựa chọn được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con giùm nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn.